và Quỳnh Linh xin chào quý vị. Chúng ta lại gặp lại nhau trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Hy vọng ngày hôm nay với sự đồng hành của quý vị, chúng ta sẽ tạo điều kiện cơ hội cho hai cặp đôi nhấn nút hẹn hò để tiến tới những điều xa hơn nữa. Cảm ơn nhãn hàng Mắc Ha, viên uống ngăn ngừa rụng tóc đã đồng hành với chúng tôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay. Xin mời. Sếp em hay nói là em là dạng sinh ra để tạo kịch tính đó. Điểm mạnh của em thì là rất là chịu đựng giỏi. Mời bạn Nam. Mời bạn nữ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu về mình. Mời bạn nữ. Dạ, em tên là Trịnh Thị Khánh Hòa. Em đang là nhân viên văn phòng của một công ty truyền thông. Em năm nay 25 tuổi. À, 24 tuổi. Tuổi một con ốc. Em quê ở đâu? Em nguyên quán là ở ngoài Bắc. Còn em sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Coi như ở đây từ nhỏ luôn. Dạ, đúng rồi. Rồi. Còn bạn? Em tên là Mai Văn Hải. Em 27 tuổi. Em quê gốc thì cũng ở ngoài Bắc. Nhưng mà hiện tại thì đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm quản lý nhà hàng. Bạn nữ, mình giới thiệu một chút xíu về bản thân mình, về điểm mạnh và điểm yếu của mình. Em nói trước về điểm yếu em nha. Rồi. Em có một cái tật là em khi mà em thoải mái á, là chân em hay rung á, rung lên theo nhịp. Kiểu như là em thoải mái quá thì em sẽ rất là vô tư. Có thể là nhịp chân á hả? Dạ đúng rồi. Với lại còn một cái nữa là em rất là diễn sâu. Kiểu giống như là có một bạn nào đó đối xử tốt với em thì em sẽ đối xử bạn với bạn ấy tốt nhiều hơn, thậm chí là tỏ ra quan tâm đến mức mà bạn ấy tưởng rằng là em thích bạn đấy. Cái đó là mà thật sự bạn làm vậy hay là bạn diễn? Ý em có nghĩa là tình cảm thì là cảm thấy mến thương thôi chứ không phải là gì, nhưng mà ý là em thường biểu lộ quá lên, lố hơn cái sự thật. Dạ. Diễn sâu tức là diễn lố hơn chút xíu đó. Còn nếu người nào mà ghét em thì anh ghét nhiều hơn hả? Sếp em hay nói là em là dạng sinh ra để tạo kịch tính đó. Kiểu như ai chọc giận em gì đó em sẽ diễn lố hơn bình thường. Tóm lại là lố hơn, ai ác với mình ác hơn. Ai thương mình thương hơn, đúng không? Nhịp chân rồi đó, em khép chân lại. Rồi điểm mạnh? Điểm mạnh là em cảm thấy rằng mình là một người may mắn. Em sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khá là khó khăn, nhưng mà sau đó cuộc sống của em càng lúc càng cải thiện nhiều hơn. Nên là em học được rất nhiều đức tính tốt đẹp. Học từ ba mẹ? Vâng, học từ ba mẹ. Chăm chỉ với lại cầu tiến, dũng cảm. Nó kiểu như là em muốn làm một cái gì đó em sẽ cố gắng làm gì đó cho kỳ bằng được. Thậm chí là nó hơi mạo hiểm. Rồi, thế mạnh thế yếu bên đó có là bên này đi. Điểm mạnh của em thì là rất là chịu đựng giỏi. Thứ hai là hát cũng hay. Vỗ tay. Chương trình tạm lắng động 2 phút. Mời bạn hát. Thì em xin hát tặng bạn nữ và anh Quyền Linh, chị Cát Tường một bài hát rất là mới. Đó là bài Yêu của Khắc Việt. Đâu phải chỉ có yêu thôi là sẽ bên nhau trọn đời. Phải có chia sẻ, có cảm thông em hỡi. Đâu phải chỉ có yêu thương, chỉ có yên vui mỗi ngày, mà phải có lúc buồn, rơi nước mắt vì nhau. Rồi, đó là thế mạnh hát hay. Còn thế mạnh chịu đựng á, bạn có nói cụ thể hơn. Nếu mà gặp người vợ mình cứ càng làm hoài, căng nhăn hoài, cứ nhử hoài, có chịu đựng nổi không? Có anh. Có luôn. Rồi điểm xấu. Điều xấu thì em có uống rượu bia, tại vì do công việc. Rồi cũng ngủ hơi nướng. Ủa nhưng mà cái công việc của bạn là làm nhà hàng, mình nghĩ là nữ rất là nhiều luôn. Tại sao bạn phải cần nhờ đến chương trình? Tại vì hầu như là các em ở đấy thì cũng ít tuổi. Với thứ hai là thực sự ra là khi mà đã là cấp trên của các em ấy, thì yêu đương vào thì rất khó làm việc chị ạ. Đúng rồi, cái này là có nguyên tắc của nhiều người. Rồi bây giờ em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em thì trải qua chắc cũng phải 3-4 mối tình. Chia tay mối tình cuối cùng cách đây lâu chưa? Cũng 5 rưỡi rồi chị ạ. Mình có đưa ra tiêu chí gì không? Muốn tìm một người đàn ông như thế nào? Em muốn tìm một người đàn ông ngoại hình thì nên cao trên 1m7. Còn tính cách thì vừa cầu tiến mà phải nhanh nhẹn. Bây giờ bạn gái yêu cầu gì cũng có chứ còn gì nữa không bạn? Gì có khó coi. Có, đó là những cái cần phải có, còn những cái không nên là nói xấu người khác. Rồi, anh quản lý bên này tốt lắm.
quản lý là chắc chắn có tính nói xấu người khác rồi đó. Gì nữa? Đơn giản vậy thôi hả? Không, chắc chắn không phải đơn giản. Có cái điều gì không thích ở người bạn trai nữa không? Em có một cái tật là em rơi vào khoảng không gian không có suy nghĩ điều gì hết. Là sao bạn? Là hiện tại bây giờ đang rơi một cái khoảng không gian mà không có nghĩ gì hết. Có gì đang chơi với hả? Bây giờ bạn nói cụ thể đi. Mẫu người lý tưởng mơ của bạn giống ai như thế nào? À, em rất là nóng tính. Thì bạn ấy nói rằng là bạn ấy có thể nhẫn nhịn được. Đúng rồi. Nhưng mà có một số cái nó đụng chạm đến lòng tự trọng á. Thì em không biết là bạn ấy có thể bỏ qua được cái lòng tự trọng đó để lắng nghe em nhiều hơn được không? Ví dụ như là em muốn bạn ấy phải thay đổi. Bạn ấy có chịu thay đổi hay không? Thay đổi cái gì mới được chứ? Thay đổi tính cách của mình. Thay đổi rất nhiều thứ. Tại sao phải thay đổi? Tại vì em thấy rằng là một người mà không thay đổi thì người đó rất là nhàm chán. Thì là cái tính cách phải thay đổi theo thời gian hả? Bạn nói bây giờ tôi cũng không hiểu nữa, tôi hỏi kỹ lên. Tính cách phải thay đổi theo thời gian. Bị rối chỗ này quá. Dạ. Không, em cũng rối mà. Trời ơi, dễ thương quá vậy. Sao nó hơi rối chỗ này nè. Sau khi rơi vào khoảng không gian thì bạn ấy đã thốt ra những lời khó hiểu. Bạn ấy rơi vào khoảng không gian, bạn dẫn mình đưa vào rơi tới với không gian cùng bạn ấy luôn. Sao bạn là sao? Cụ thể là sao? Tức là thay đổi cái gì? Bạn muốn thằng Nam thay đổi cái gì? Trong khi bạn chưa biết bạn đó có cái gì hết. Em nói rồi, em hay diễn sâu mà. Nên là em hay làm cho người ta trong cái tình cảnh khó khăn á. Đó, nãy giờ em đang làm rồi đó. Sao nữa? Nếu như mà em muốn bạn ấy ở rể thì bạn ấy có chịu à, cái này cụ thể nè. Ở rể. Đơn giản nhưng mà nãy giờ em đi vòng vòng chi mà chị cực vậy? Chịu ở rể không? Tại vì cái chuyện đó cái này thì phải tùy đó anh ạ. Nhưng mà chỗ ở có được không ấy đã? Chỗ ở được. Nhà rộng không? Nhà rộng. Bắt buộc phải ở rể ha. Được mà. Em đang nói em ví dụ rồi, okay. Em ví dụ thôi chứ rồi, em còn gì nữa nói luôn đi. Ví dụ như là em muốn bạn ấy ăn mặc theo phong cách mà em mong muốn cho bạn ấy ăn mặc theo vậy. Mà đẹp không? Đẹp. Sao biết đẹp? Tự tin quá hả? Đẹp theo ý em. Đẹp theo phong cách nào đó, ví dụ như Hàn Quốc hoặc Nhật Bản. Rồi em hiểu rồi. Rồi em cũng ăn theo em không? Ăn theo em. Em ăn gì phải ăn cái đó. Không nên như vậy. À. Nên ăn nhiều hơn em. Rồi, em nghĩ là không? Hết rồi. Hết rồi đúng không? Diễn cũng xong. Rồi, nãy giờ bạn nói hơi chơi với như anh Hoa, anh hiểu rồi. Dạ. Dễ thương lắm. Dạ. Chào bạn, em thích mẫu người bạn gái như thế nào? Em thích một mẫu người bạn gái gì? Là hiền, chịu khó và có ngoại hình. Giống ông mẫu người mẫu lý tưởng nào không? Giống như Vĩnh Thuyên Kim. Giống cổ buồn đó hả? Dạ đúng rồi ạ. Sao tin vậy? Tại em thì nhìn mặt già vậy thôi nhưng mà rất tin chị. Mà chịu ở rể, ba mẹ bạn cho không? Nói chung là ai cũng nói là người Bắc thì khó tính thế này kia. Nhưng mà em thì vô trong Nam này cũng được 10 năm rồi. Nên về mẹ em kêu là còn ưng ai cũng được, cứ ưng là mẹ chịu. Bạn không thích điểm gì ạ? Phụ bạn gái em không thích một người phụ nữ mà tiêu hoang phí quá. Vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Đơn giản lắm. Anh này đơn giản nè. Bên đàn trai được lắm á. Thằng gái cũng được vậy. Cũng được. Thì lâu lâu có rớt vô khoảng không tí thôi chứ. Em có đi với người đó không? Cũng hợp hợp đó nha. Em đi với ai? Em đi với mẹ và chị họ và các bạn. Dạ chào cô. Chào Cát Tường và anh Quỳnh Linh. Dạ. Chào khán giả. Trước tiên là cô thấy bạn trai bên đó sao cô? Dạ. Theo như mẹ thì anh bên này được. Còn thấy anh ấy nói là anh chịu đựng được thì theo như mẹ thì nói chung là được. Dạ. Mẹ chấm rồi. Cháu thì đi làm hay về khuya. Nên ví dụ như 7 giờ cháu mới về. Thành ra nó vẫn phải phụ thuộc cha mẹ nấu cơm cho ăn. Thời con nghe cô nói khuya con tưởng nó 11 giờ đêm. Con gái về là hơi trễ. Dạ. Dạ. Vậy là có biết làm việc nhà không cô? Có, cháu thì nấu nướng cũng được. Có cái là chưa được nhanh. À. Muốn nấu xong bữa cơm thì phải chờ ít nhất 2 tiếng. Ok, miễn có cố gắng là được rồi cô. Cái điều cô lo về cơm nước thì cô cứ yên tâm, con thì con nấu ăn rất giỏi. Vậy thì tốt quá. Rồi. Người nhà của bạn trai. Hôm nay em có đi em trai. Chào em. Em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh cùng quý vị khán giả. Rồi, thấy chị dâu tương lai như thế nào? Không, em thấy chị là một người cực kỳ là dễ thương, xinh gái, và nếu mà có thể thì anh chị có một vài buổi hẹn hò rồi có thể sau này sẽ tiến xa hơn ạ. Vài buổi sao mà tiến được, phải nhiều buổi chứ. Cứ vài buổi rồi sau đó em... mình tiếp các buổi khác ạ.
Nó chỉ chọc cho vui thôi, chứ bạn bên kia rất là dễ thương. Đôi khi cũng có rơi vào những cái trạng thái chơi với, như lúc đó là những lúc dễ thương nhất em nha. Dạ. Ha, chúng ta phải chớp ngay những cái thời cơ mà đối phương rơi vào khoảng không gian đó để chúng ta hành động. À mà, ô bên kéo mà. Một bên rất là đẹp trai, một bên đẹp gái nào. Rồi. Gặp gỡ nhau. Anh không muốn có hoa tặng em. Dạ. Em hỏi anh trước đi. Trời ơi, vừa hỏi ta đi. Thường những ngày cuối tuần anh thường làm gì? Ngày cuối tuần thì anh hay đi ăn đồ nướng. Dạ. Đi xem phim. Dạ. Và đi chơi, giao lưu cùng bạn bè. Nếu như mà cuối tuần em không chịu hẹn hò với anh thì anh sẽ làm gì? Ở nhà đắp chăn ngủ. Tại sao anh không qua thăm em? Ồ, cái này anh mới nghĩ ra. Anh có thích đi du lịch không? Anh thì tháng nào anh cũng lên Đà Lạt. Anh có thể tránh đi bộ trở nè. Không ạ. Chắc vậy. Không, tại vì em thích cái không khí lạnh ở đấy. Nó rõ. Hay là mình đi đâu đó khác Đà Lạt được không ạ? Cái đấy thì tùy em chọn. Dạ. Rồi, cảm nhận về nhau ngay tại thời điểm này. Cảm nhận thì em rất thích những người có ngoại hình chọn chị. Em có thích ăn đồ nướng không? Người ta nói là con gái khi giận hay là bất cứ một cái bức xúc gì đó chỉ cần dắt đi ăn là có thể quên hết. Nên là nếu em cũng thích ăn đồ nướng, nhưng mà thỉnh thoảng sẽ phải đổi món chứ em không thể ăn đồ nướng mãi được. Đúng rồi. Tại vì anh thì thực ra là anh làm nhà hàng cũng lâu lắm rồi, cũng 10 năm rồi. Nên là các món ăn anh đều biết. Và cách làm và nấu như thế nào anh cũng biết. Nên là nếu về đồ ăn uống hay đồ cơm nước nhà anh đều làm được hết. Dạ. Anh không cần phải quá nấu nướng nha em đâu, em vẫn muốn nấu nướng. Không, anh muốn dạy cho em nấu thôi chứ anh không nấu đâu. Ok, không chứ. Xuất sắc. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. Mời các bạn chuẩn bị. Suy nghĩ thật kỹ nhé. 1 2 3 Hết thời gian. Vui quá nên bấm sớm luôn. Ai bấm sớm rồi? Hả? Anh bấm sớm. Ủa sao mới 2 bấm rồi? Dạ hả? Tại vì em sợ bấm trễ. À. Em hay làm những chuyện khác thường ha. Rất là dễ thương ha. Em thấy không? Chàng trai này nói anh bấm trước. Nắm tay nhau. Rồi đi tìm. Xin, đi tìm vậy đó hả? Xin chưa? Dạ con xin phép bác được nắm tay. Nắm rồi mới xin. Con xin phép bác cho con với em đi xem phim rồi đi ăn uống với nhau được không ạ? Bác đồng ý. Dạ. Con cảm ơn bác. Rồi bác dễ quá vậy bác. Bác đồng ý. Đây, những chiếc vé xem phim để chúng ta có thể tìm hiểu nhiều hơn. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng hai bạn một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng. Dạ. Tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh với các thương hiệu của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Dạ, em cảm ơn anh chị, cảm ơn chương trình. Rất là dễ thương.